Bạn hãy bấm đăng ký, subscribe và chia sẻ để ủng hộ. Bấm thông báo chuông để nhận các clip mới. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chào các bạn, rất vui hôm nay Trầm Hương Hoàng Gia chúng tôi trở lại An Mộc Viên và qua khu vườn của anh Phùng Văn Hoặc. Ở đây anh có cái cốt phôi mới lấy. Đây cốt 5 cân các bạn. Tôi nghĩ cái mặt này là mặt trước. Tôi quay tổng thể xong tôi sẽ phân tích cho các bạn là cái cốt này nó có những cái đặc điểm gì hay. Các bạn nhìn này, cái vùng chân bệ này, vùng chân bệ rất đều. Cực kỳ đều luôn. Đó. Tôi sẽ đi một vòng về cái phần tổng thể thân để cho các bạn nhìn ra các cái thân và cũng như là các cái điểm tay chốt ở các cái thân. Cốt này giả lắm. Về cái chiều cao hiện tại bây giờ tính từ mặt chậu đến cái điểm chuyển để làm cổ ngọn của cái thân trực chính ấy, thì nó rơi vào tầm khoảng 44-45 phân. Thì nếu mà về sau anh ấy làm hoàn thiện cái tác phẩm này thì chiều cao tôi nghĩ cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 50-55 phân thôi. Đó. Thế còn cái bề ngang của cái chậu này 2, 3, 4, chậu đấy chậu 80. Chậu 80. Thì các bạn nhìn cái phần phủ bì của hai cái đầu cổ ngọn của hai cái thân ấy, thì nó rơi tầm khoảng 90. Thì về sau hoàn thiện cái phủ bì bề ngang của cây này thì tôi nghĩ nó sẽ rơi vào độ khoảng tầm mét 1. Đó. Cây thuộc tầm trung. Thế nhưng mà các bạn nhìn này, cái cây này nó hay ở chỗ là các cái điểm tay chốt có hết rồi. Và định hình đến phần làm cổ ngọn rồi. Đây ví dụ giả sử như là tôi trở lại cái mặt trước xong tôi phân tích từng cái thân cho các bạn nhìn nhé. Đây là một mặt trước này. Tôi nghĩ cái mặt này là mặt trước. Thế còn có thể các bạn chọn mặt kia, nhưng mà mặt kia hai cơ mặt thì đều cả, nhưng mà cái mặt trước là nhìn cảm giác nó thuận hơn. Ở đây là cái hướng này là cái hướng bên phải của mặt trước này. Đây là một cái đường thân các bạn nhé. Đó. Thì theo những cái phần chọn mầm ấy, thì tôi nghĩ là đây phần tay 1 này, tay 2 này, tay 3 này. Đây, tiếp thân của ngọn bên lại tay, nếu mà làm tay 4 đứa ngọn các thứ thì nó ở vùng này. Thế hay là ngay cái thân ở bên phía mà đằng sau á thì đây cái vùng tay 1 này. Đây. Đấy, phần tay 2 này. Đấy, tay 3 này. Đây, tiếp thân của ngọn các vùng này, tay phóng đây. Đó. Đấy là cái mé bên phải, thân trước thân sau. Thế bây giờ cái mé bên trái này. Đây các bạn nhìn này. Đây, tay 1. Có thể là tôi nghĩ là đây rồi, đây vùng tay 1 đây. Đó. Đây, tay 2 kia. Đây, tiếp thân của ngọn các thứ làm tiếp ở cái vùng này. Thế còn cái thân cuối cùng này. Cái thân cuối cùng thì đây, tôi nghĩ là khả năng cái vùng này là vùng tay 1 của nó. Để nhìn kỹ, tôi nhìn kỹ lại cho thành một chút này. Đúng không? Đây. tay 1 đây, tay 2 của nó đây, cái vùng tiếp thân đây, cái vùng này là đường chạy của thân chính. Về sau nuôi to lên. Cái bên này thì tôi nghĩ là nó là tay thôi. Đó. Thế còn cái phần quan trọng nhất là cái phần thân trực chính này. Đây nếu nhìn từ mặt trước này thì đây, tay 1 đây. Dạ, tay 2. Tay 3 ăn về phía mặt sau, tay 3 này. Đây, tiếp thân mấy cổ ngọn các thứ thì vào vùng này. Đó, đấy là tôi phân tích theo cái hiểu biết của tôi nhá. Đó, thì còn các bạn có thể là tùy quan điểm của từng bạn để định hình cái phần tay cạnh. Thế còn tôi nhìn cái cốt và tôi phân tích. Đó. Thì tôi thấy là cái cốt này được cái là thứ nhất là các cái phần định hình và các cái tay đã được giật được 2-3 nhịp rồi, có những tay hoàn thiện rồi. Đây là một, với hai là cái phần tiếp thân với cổ ngọn thì cũng đã định hình xong rồi và chỉ vì nuôi thôi. Thế là một này, với hai là cây này nó cực kỳ giả lắm các bạn. Đây các bạn nhìn này, đó, cực kỳ giả luôn. Thì đâm ra là cái cây này mà nuôi ấy, nó sẽ nở lên rất nhiều và nó hoàn thiện sớm. Tôi nghĩ là nếu mà bạn nào mà có kinh nghiệm làm cây ấy, thì tôi nghĩ là cái cây này chỉ tầm khoảng, tôi nghĩ 2 năm là chơi được rồi, là thành làm bóng cũng hòm rồi đấy. Bởi vì lý do nếu giả sử như vùng tay ở đây, có thể là bây giờ là bắt đầu là để làm tàn rồi. Đây vùng này, mấy vùng này có thể làm 2 tàn. Đó. Thế bên này cũng đã chia thì cái hướng có thể là tôi nghĩ là cái chỗ này có khi làm 1 tàn là vừa, 2 tàn sợ hơi chiếm diện tích. Còn có thể là các bạn có thể làm 2 tàn nhỏ. Đó. Đấy, các bạn nhìn này. Thế là vùng nào mình nuôi mình vẫn cứ nuôi, còn cái vùng nào hoàn thiện thì vẫn cứ hoàn thiện. Được cái nó có những cái tay chốt đến tận tay 2, tay 3 rồi, như thế nên nó nhanh. Làm nó nhanh, đấy là một. Với thứ hai nữa là cái cây này nó già, đâm ra là nuôi nó biến còn nhiều lắm. Đây bạn nhìn, cốt rất thích. Phần chân bệ thì ok quá rồi, chỉ cần nuôi xong rồi cắt bên ngoài để nó móng rồng nó đẹp thôi, chứ còn các cái rễ chính là đầy đủ hết rồi, nổi bệ đẹp. Đây cột này, nhìn thích thật đó. Cây này tuổi chậu thì vô biên. Đây các bạn nhìn này, các cái gầm của thân chùm chuẩn, nó đẹp không? Cực kỳ đẹp. Nói chung là anh Hoặc anh ấy tay nghề cao, người nuôi cây mấy chục năm, ra nhiều tác phẩm hoàn thiện, nên ra là anh ấy chọn phôi kỹ lắm. Đây là một. Và thứ hai nữa là anh chọn phôi là anh định hình rõ và vừa làm vừa giao lưu với anh em. Và đầu tiên là xác định là làm cho mình, đâm ra là kể cả anh ấy có nhượng cây bất kỳ thời điểm nào thì các bạn nuôi tiếp cũng rất yên tâm. Bởi lý do là về mình cũng cứ thế mình nuôi tiếp thôi, không cần phải định hình lại hay làm gì cả. Bởi vì là anh ấy đã định hình trước rồi, nó chuẩn chỉ rồi. Thế còn tất nhiên là cái quan điểm có thể là làm cây mỗi người mỗi khác, về nhà có thể là bạn sẽ chỉnh sửa một số các điểm nào đó. Thế nhưng mà về cơ bản thì bác là người cao rồi, nên làm ra có, tôi nghĩ là chỉnh chắc chỉ nhỏ thì cũng không phải là những cái điểm lớn. Thế nên nó không ảnh hưởng gì đến cái bố cục chung. Đó. Đấy, nhưng mà nói thật, nhìn cái cốt này thích thật. Đây các bạn, ngắm mãi không chán luôn. Đó. em vừa ra đấy em thấy không thấy đỉnh bên chỗ một ở đấy, hai là ngồi uống nước ở đây. Đây này cái nhà chỗ chỗ đây này có cái nhà to rồi này, ngồi uống nước đây này. Chỗ Hoàng Gia Hồ đây này, một ở đấy, hai ở đấy thế thôi. Mà bác Hà đang có cây phôi to rồi lên vườn anh. Đó. Nếu các bạn quan tâm tới cốt phôi này thì mời các bạn tới vườn của anh Phùng Văn Hoặc ở An Mộc Viên, Đầm Bầu, Hoàng Mai, Hà Nội. Nếu các bạn quan tâm đến các sản phẩm về trầm hương thì mời các bạn tới showroom của Trầm Hương Hoàng Gia ở Nội Am, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc tham khảo thêm trên website của chúng tôi hoanggiahanoi.vn, hogita.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.